Xin chào các bạn, hiện tại thì hôm nay mình lại rất nhiều anh em hỏi mình là anh ơi dạy em làm lồng khuyên. Thì hôm nay mình cũng thôi tiện thể mình làm cho một vị khách là lồng đôi để lồng khuyên. Thì mình sẽ quay lên mà cái hình như là cái đáy của mình đã làm rồi, uốn khung uốn vanh mình đã làm rồi. Thế nhưng mà nhiều anh em hỏi quá thì tiện thể hôm nay mình quay luôn và xin lỗi các bạn là trước tiên là uốn vanh những thứ mình chưa quay vanh lồng khuyên cho các bạn. Thôi thì bây giờ mình quay luôn cái đáy cho các bạn xem thì là sẽ hoàn thành cái lồng khuyên như thế nào. Đấy thì hôm nay mình sẽ quay cho bạn xem cái lồng khuyên của mình làm cho khách bằng cái lồng nụ nhá. Thì bây giờ là mình sẽ quay vào đây cho các bạn xem. Ok. Thưa các bạn, hiện tại thì mình quay ở chỗ đây. Mình đã uốn xong rồi. Nhất là mình đã uốn cái vanh này xong rồi. Đây là một cái vanh và để cho các bạn làm lồng khuyên đấy. Vâng, đấy. Đây thì mình sẽ đo kích cỡ cho các bạn xem. Đấy lồng khuyên của nhà mình nhá. Ok. Bây giờ mình sẽ đo kích cỡ này. Đấy, để mình kéo cái này ra đã nhá. Đây, mình sẽ kéo cái thước này, mét này vào chỗ đây. Đây các bạn ơi. Đây. Đây là chiều dài của lồng khuyên là 30 phân nhá các bạn nhá. 31 phân. 31 phân, đúng chưa? Các bạn. Đấy, đây là chiều dài của cái lồng khuyên là 31 phân chỗ phần đáy. Đấy. Và cái chỗ phần ngang của nó là 19 nhá. Là 19. Đấy. Đây, các bạn ơi, 19 nhá. Đấy. Và nó cũng không khác gì cái làm cái lồng đôi của Trà Mào cả. Đấy thì tình hình là nó mình làm cái đáy như này rồi. Ok. Và bây giờ mình sẽ làm tiếp nhá để quay cho bạn xem. Ok. Thưa các bạn, hiện tại thì mình làm ấy thì mình sẽ không quay được máy. Thôi thì chú mình ngay lại làm tiếp nhá các bạn nhá. Thì chú mình hôm nay sẽ làm tiếp cho các bạn. Đấy thì bây giờ mình sẽ quay máy cho các bạn xem là chú mình làm cho các bạn. Đấy. Và trước khi làm tiếp thì là chú mình sẽ chuẩn bị cái gọi là ống một cái ống inox. Đấy, ống này là ống inox để bọc vào cái chỗ phần móc xoay các bạn. Đấy, thì để ra đấy. Và các bạn chọn một cái này. Đây, chọn một cái que và các bạn để các bạn vót các bạn nhá. Đấy. Và sau khi lấy cái que đấy và các bạn vót cho nó để vừa cái với cả cái đầu của cái ống kia. Đấy. Thì là chúng mình vót thế này để luôn vào để gọi là cái móc xoay. Mà các bạn nên nhớ là riêng hàng nụi thì phải là lắp trước các bạn nhé. Lắp trước chứ còn đâu là lắp mà sau ấy thì là nó sẽ bị vỡ cái đấy ra đây như này. Đấy, đây là làm cọc. Đấy là lắp. Thế nhá. Sau khi lắp xong mình sẽ quay tiếp cho các bạn. Bởi vì là quay nhiều thì các bạn sẽ xem thấy buồn chán nhá. Và mình chỉ quay gọi là cắt ghép các bạn xem các bạn hiểu ngay mà. Ok. Sau khi lắp cái kíp vào xong mình bắt đầu khoan các bạn ạ. Mình sẽ khoan hai lỗ các bạn nhá. Thứ nhất là lỗ trên và lỗ dưới. Đấy. Các bạn khoan nên khoan từ từ thôi nhá, không là nó sẽ bị vỡ. Thế là làm hàng lụi này nó rất là vất vả các bạn ạ. Nó không như che chiếc gỗ các thứ. Thế là khoan từ từ không là nó sẽ bị nổ. Đấy. Đó là khoan lỗ dưới rồi, bây giờ mình sẽ khoan lỗ trên nữa này. Lỗ trên là để nhét các cái vanh vào. Đấy.
các bạn chịu khó xem cho nó hết video nhá. Thì mình mới có thể hướng dẫn cho bạn được, chứ quay, ví dụ quay nhanh thì cũng ok thôi, nhưng mà quay nhanh nhiều số anh em bảo là chỗ cần quay chả quay, chỗ không cần với lại quay nhanh. Đấy, nên là nhiều lúc là anh em nó hơi khó. Đấy, vậy nên là anh em chịu khó là xem cái này, chứ còn quay làm cái này mất mấy ngày cơ các bạn ạ. Đấy, nhưng mà mình làm này, mình quay này các bạn chậm rãi thôi, nên là mình cũng sẽ cắt ghép, nhưng mà cắt ghép với cái điều kiện là mình sẽ làm từ từ thôi cho anh em. Đấy, sau khi các bạn khoan xong thì các bạn đo này, đo rồi các bạn sẽ cắt. Đây này, nó chỉ từ cái chỗ lỗ dưới đến lỗ lỗ dưới đến cọc, đầu cọc là khoảng độ 18 phân thôi các bác nhá, 18 phân rưỡi đấy. Và cái cọc, cái lỗ trên ấy thì nó rơi vào 17 phân rưỡi các bạn nhá. Nó chỉ hơn nhau này thôi, từ cái lỗ này, từ cái lỗ này này đấy đến cái mép này, và từ cái lỗ này lên cái mép này, lỗ trên lỗ dưới, ok nhá các bạn nhá. Đấy, sau đó bắt đầu là mình sẽ lấy một cái vanh nữa, vanh đây là mình ép rồi đấy, và mình chọc cho nó gọi là qua đi, gọi là anh em để chọc để gia công ấy, để cho nó lên đấy. Sau khi đo xong rồi thì mình cưa đi, cưa cái đoạn này đi để làm cho nó vào vanh cho nó dễ đấy. Đấy, bạn thấy chưa, nó cũng không khác gì cái lồng làm lồng trào màu đâu các bạn ạ. Đấy, thì là hôm nay mình hướng dẫn là làm lồng khuyên, chẳng qua là lồng khuyên thì nó bé hơn thôi. Đấy, nó cũng như kiểu là mình dạy hướng dẫn anh em làm lồng đôi của trào màu ấy. Đấy. À, các bạn ơi, trước khi mình vào vanh cho cái vanh trên ấy, thì bắt đầu là mình phải xử lý, là mình dùng máy là mình đánh bóng nó đi. Đấy, đánh bóng đi cho anh em nhé. Đây là dùng máy trà này. Đấy, sau đó là mình sẽ đánh hết các cái vân vân bẩn bẩn này của cái đôi này. Ví dụ đây các bạn xem này, nó vẫn là còn các cái mùn cưa mình bóp vào đây để làm keo, tạo cái gọi là đinh keo cho cái lồng để cho nó chắc. Thế sau đó đây là nhìn rất là bẩn bẩn nhé các bạn nhá. Đấy, sau đó bây giờ là mình sẽ dùng cái máy này mình trà đi cho nó thật bóng. Đấy, trước khi lắp cái này thì mình phải trà cái này đi, bởi vì là cái đáy này làm xong rồi nó phải trà đi để cho nó bóng, nó sạch cho anh em, không anh em lại về lại bảo là ôi sao trông lồng bẩn bẩn này, đúng không? Đấy, bây giờ là mình sẽ đánh bóng cái này đi nhá. Đấy, các bạn ơi, sau khi mình đánh xong rồi, bây giờ mình vào mình sẽ cái vanh mình uốn xong rồi, và mình sẽ vót làm sao để cho nó thật là đều các bạn ạ. Đấy, thì là mình vót thế này là để cho nó đều và nó nhét vào với cả cái thanh kia. Đấy, đây là các bạn xem này, đánh xong thì rất là mịn rồi. Đấy, rất là đẹp rồi. Đấy, thấy chưa. Đấy, và nói thật với các bạn là riêng lồng khuyên thì nó cũng không rẻ đâu các bạn ạ, bởi vì nó làm rất là lích kích nha các bạn nhé. Nên là anh em nào mua thì cứ bảo với mình sẽ bán cho. Đấy, chứ còn đâu là giá khuyên, lồng giá khuyên nó không như trào màu đâu, nó khác ấy nhá các bạn nhá. Nó bé nhưng mà nó cũng không rẻ đâu, bởi vì sao, đồ như kiểu bây giờ các bạn mua điện thoại, kể cả điện thoại thông minh ấy, những điện thoại càng siêu mỏng các thứ lại càng đắt hơn những các cái máy to. Đấy, bởi vì là công nghệ nó làm nó mà nhỏ hơn thì các bạn sẽ ấy, cái đồ siêu mỏng ấy mà các bạn nhá. Đấy, nên là nó làm thế này, nên là anh em đồng ý thì mua, không thì thôi. Đấy các bạn ơi, sau khi vót xong thì bắt đầu là mình sẽ nhét vào cái kia gia công nó vào. Đấy,
đấy, và phải vặn vặn vần vò tròn kìa đấy, để cho nó vào với cả cái nó vào, bởi vì không vừa mà đấy, nên là vót rồi nhưng mà phải làm như thế để cho nó toát cái đầu ra để nó vào nó mới dễ được anh em ạ. Đấy. À, sau khi gia công xong thì cái vanh này thì các bạn phải đo đã. Đấy, đo để làm gì? Vâng, đo để nó được xác định cái chiều cao của nó là bao nhiêu. Đấy, đây mình sẽ lấy thước mình đo cho các bạn luôn. Đấy, đây, ví dụ là đây các bạn, đây. Đấy, đo các bạn xem nhá, nhớ chưa? Đấy, đây thì mình đo hẳn luôn, từ 1 lên cho nó dễ này. Đấy, từ đáy lên là 14 phân nhá các bạn nhá, 14 phân. Đấy, từ đáy lên cái trên nóc cao là 14 phân. Sau đó mình sẽ giữ một cái chỗ này để mình cưa cái chỗ này đi. Đấy, 14 phân xong và đo các bạn. Đấy, thấy chưa? Ở vỉa ngoài nó là 13 này. Đấy. Đấy, 13. Các bạn phải đo đều thì bắt đầu là hai cái vanh ở bên này nó mới đều nhau được. Lồng mà làm khuyên phải tuân thủ. Riêng là tuân thủ nó phải đều, thật đều. Lồng chào mào thì nó hơi lệch một tí cũng không sao cả. Nhưng mà về sau mình uốn mình nắn đi là nó sẽ vào đấy. Nhưng mà các bạn đo riêng lồng khuyên là phải chính xác 100%, bởi vì là cái lồng khuyên nó nhỏ nên là nó sẽ ra mất. À, sau khi đo xong các bác các bạn liền cho luôn vào cái vanh kia nhá. Đấy, cho luôn vào cái vanh, hai cái vanh này này, lỗ của cái này đấy, thì là các bạn cho cái vào cái cọc kia đấy, vót lại một chút và cho lại vào cọc đấy. Đấy, sau khi cho xong rồi các bạn mới bắt đầu là đo xong rồi và lắp đấy, như mình vừa nãy mình hướng dẫn cho các bạn đấy. Đấy các bạn hiểu chưa? Đấy, chỉ việc cắm vào thế xong, hay là sang bên kia là cắm vào nữa đấy, cắm vào cái cọc kia đó. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, thế coi như là xong một cái vanh ở trên rồi nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, đây này các bạn xem này. Đấy, đấy nha. Đấy, xong các bạn đo lần nữa. Đấy, đúng chưa? 13 này. Đấy, ok nhá. À, các bạn ơi, sau khi các bạn lắp cái kia xong, chỗ vanh kia xong, thì các bạn tiến hành các bạn vạch. Vạch nghe để làm gì? Vạch để chuẩn bị chúng ta khoan mũi. Đấy. Và cái lồng khuyên này nó chỉ khoảng độ phân thôi các bạn ạ. Mình cho một phân. Đây các bạn xem này. Đấy, một phân này. Đấy, các cái lan này ở dưới đây đấy. Chỉ một phân thôi các bạn nhá. Đấy, thì là con chim khuyên nó sẽ không ra được. Đấy. Là phải đo thế nào để cho chính xác. Đấy. Tính được lan, các bạn làm tính được lan. Thế nha, xong tí nữa mình sẽ quay tiếp cho các bạn. À, thưa các bạn, sau khi mình đã đo xong và mình sẽ bắt đầu là sẽ khoan các bạn ạ. Mình sẽ lấy mũi khoan. Đấy. Và mình sẽ khoan cho các bạn xem. Đấy, khoan là để nhét các cái lan nó vào đây. À, thưa các bạn, sau khi mình đã khoan hết tất các cái lỗ này rồi, và bây giờ là làm sao? Đấy, thì là các bạn là nhớ là sẽ còn vanh nữa. Đấy, và là vanh nữa là sao? Là có nghĩa là cậu vanh từ đây xuống đây. Đấy, và từ đây sang đây này, thì là mình vót thẳng luôn một cái vanh như này nữa. Đấy, đây là vanh vanh lưng của các bạn ạ. Đấy, vanh lưng nó cũng giống như cái này, nhưng mà nó dài từ đây bên này sang bên này. Đấy, là để nó cong cong lên. Đấy, để cho nó cái khung sườn đấy. Đấy, các bạn nhá. Đấy, thì các cái phần này là làm tiếp và tí nữa mình sẽ khoan tiếp. Ok.
Thưa các bạn, sau khi đã vào xong và mình sẽ giữ keo và gắn và bắt đầu là mình sẽ đo các cái vanh này. Đấy, và mình sẽ đo xong và mình sẽ gắn nó vào và để mình sẽ khoan tiếp. Đấy, để làm cái phần lưng của nó. Đấy, và để cho vào các lan. Đấy. Thưa các bạn, sau khi mình đã vào xong cái khung như này rồi. Đấy, và mình đã đo cái các cái chỗ này rồi, đây này, 1 2 này. Đấy, đo và đánh dấu rồi. Đấy, hai bên các bạn nhá. Và tí nữa mình sẽ tiến hành mình khoan và để lắp lan lưng vào. Ok. Thưa các bạn, sau khi mình đã lắp cầu và lắp vanh xong thì bắt đầu mình sẽ tiến hành khoan các bạn nhé. Khoan thì như khoan mọi lần thôi. Đấy nhá, chỗ này mình tí nữa mình khoan xong thì mình sẽ lan và mình sẽ quay tiếp cho các bạn. Ok. Sau khi đã khoan xong, mình bắt đầu vào nan các bạn nhé. Đấy, vào nan thì nó cũng đơn giản thôi. Đấy, vừa vào đến đâu vừa chỉnh vừa lắn lên đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Bây giờ mình sẽ tua nhanh chỗ này lên nhá. Ok. Thưa các bạn, sau khi mình đã vào lan xong, đấy, đây là vào lan xong rồi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình buộc cái này. Buộc cái này thì anh em không cần phải phải xem nữa, bởi vì là các cái lồng trào màu cho miếc mình đã buộc cho như nào thì anh em xem như thế. Đấy, thì các anh em xem lại một số các cái mà mình dạy cách buộc ấy. Đấy, thì các anh em xem lại nhá. Đấy, và mình bây giờ thì xong cái này buộc xong thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn cách vào sập và vào sập của cái này là ok thôi. Còn móc miếc cái thứ thì nó cũng vào như trào màu thôi. Ok các bạn nhá. Thưa các bạn, buổi sáng đây là chú mình chuẩn bị để cho vào cái lồng và lại treo lên để đánh khuyên các bạn. Đấy, lồng 6 cửa đây, được rất nhiều khuyên rồi. Và khi treo lên thì mình sẽ lọc chim ra. Đấy, con nào đực, con nào cái biết ngay. Đấy. Sau khi treo xong này thì mình sẽ tiếp tục làm cái lồng bẫy kia cho các bạn xem. Đấy, nay là ngày thứ 2 rồi mà chưa xong lồng các bạn ạ. Đấy, treo lên. Thế các bạn nhá. Thưa các bạn, hiện tại bây giờ là mình sẽ lắp sập vào cái chỗ phần này. Đây. Hiện tại là các bạn lấy một cái khúc lụi và các bạn cưa ra cái hình như này. Đấy. Nó cũng như kiểu tre thôi, nó ống tre đấy. Nhưng mình làm cho các bạn xem rồi đấy, đúng không? Đấy, các bạn vót theo như này này. Đấy. Đấy chưa? Bây giờ mình sẽ tua nhanh lên một chút nhá. Thưa các bạn, sau khi mình đã vót xong cái này. Đây các bạn xem đây. Cái này nhá, các bạn nhớ chưa? Đấy, nhìn đây. Đấy. Và mình sẽ tiến hành lắp vào đây hai bên các bạn ạ. Đây này. Đấy. Hai bên này xong thì là lắp cái bộ phận để sập vào nữa thôi, cũng như mình đã dạy cho các bạn xem trà màu. Đấy, đây. Đấy các bạn được không? Đấy là phải vót kỹ cho nó để nó sập được, lắp được. Đấy. Thì lắp sập các thứ này thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn là ở trong cái clip mà làm lồng bẫy trà màu đấy. Thôi thì bây giờ là mình cũng còn phải làm đi làm công việc khác nữa, là đi giao hàng cho anh em. Đấy, nên là mình sẽ không quay nữa. Đấy, còn hôm nào mình sẽ quay lốt cái phần tiếp theo cho các bạn xem. Đấy, thì bây giờ mình xin kết thúc clip ở đây. Mong anh em là nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ clip này đến mọi người. Đấy, bởi vì là sao mình đã dạy làm lồng trào màu rồi và làm cái các thứ rồi thì cái lồng khuyên cũng thế, chẳng qua là nó nhỏ hơn thôi. Đấy, thế nên là anh em xem nhiều lúc là hãy xem thỉnh thoảng bật lại cái clip xèo màu ấy để nhìn cái chỗ lắp sập lắp chiếc thứ là ok nhá các bạn nhá. Thôi xin chào các bạn.